Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay Retro độ full open hàng hiệu. Các chiếc quay RSV hay còn gọi cái tên là quay Retro là phiên bản đặc biệt cao cấp của dòng Honda Way. Số một diện mạo đậm chất thể thao kết hợp cùng với sự hầm hố của vành đúc và đặc biệt nhất là dàn tem vô cùng bắt mắt. Kèn đầu được trang bị đồng hồ Raider giúp chiếc xe trông hiện đại hơn rất nhiều. Tuy nhiên người chơi phải chế cái mũ bò cổ mới lắp được nhé. Chó đèn tháng hai bóng tăng thêm độ sáng gấp đôi cho xe. Kính Prisma Elite được chế xây 360 độ. Cụm ta thắng Rambo Asset thích hợp bình dầu rời. Che dầu cover là thứ duy nhất kết nối ta thắng với heo Rambo lực lớn hay biết đối xứng. Được bắt vào vỏ cuộc bằng một cái phát CNC. Được đo đạc tính toán rất tỉ mỉ sao cho bánh xay nhẹ nhất. Phần ống xả và các chân được thừa hưởng từ người bạn thân quay edit hay còn giới chia xe gọi bằng cái tên thân thường quay cây đàn. Cái bộ phanh đĩa sau được dọn lên chứ theo nguyên bản đa phần là các dòng quay đều trang bị cái phanh đùm sau. Nói tiếp về bộ phanh sau thì chú sẽ dùng cái heo của Pirin 2 bit tới xứng làm cái phát CC quay ngược xuống dưới. Phục có liên bình dầu rời kết hợp đẳng cấp cùng mũi gấp nhôm CC tạo ra sự cứng cáp sang trọng quý phái cho dàn chân sau. Vóc dáng của xe trở nên thể thao hầm hố hơn nhờ vào cái cặp mâm của Sunit làm bằng chất liệu hợp kim có giá trị là 3 triệu đồng khi xách tay về Tết Nam. Xếp 110 độ của chàng trai Baker Bến Tre. Bến Tre là tỉnh có nhiều lợi thế về nguồn lợi thủy sản với 65 km chiều dài bờ biển nên thuận lợi cho việc đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, tạo ra rất nhiều nguồn tài nguyên biển phong phú với các loại tôm cá. Tuy nhiên đó cũng là phần địa lý, còn nói gì với chơi xe thì nơi đây cũng đã sinh ra rất nhiều bản độ xe chuyển chất và cái chiếc Sirius 110 dưới đây một ví dụ điển hình. Chèn đầu xe độ được trang bị cái chó đèn Halo đang được rất nhiều các fan Sirius ưa chuộng. Kính và rổ trước Spark cũng được lắp thêm để trang trí cho xe. Chèn đầu xe độ được trang bị đồng hồ Casio AS2N với rất nhiều chức năng đo đạc hiển thị dưới dạng LCD 100%. Ngoài ra còn có combo bao tay Domino cù dẹp CNC. Che dầu Morin xanh lá cùng với đĩa X1R là những gì mà chủ xe trang bị cho cái dàn chân trước của chiếc Sirius độ. Oppo Spark thì thôi đã quá quen thuộc rồi, lướt qua nhé. Phuộc châm hạ thái bình dầu rời quá to lớn, được đông đảo các fan Sirius Jupiter rất thích. Mâm Racer Boy 8 cây bản nhỏ, đùm sao rất hiếm ở thị trường Nam, được giới chơi xe săn lùng rất nhiều. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tiếp, nhớ like, subscribe.